nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Hôm nay mình cùng với anh em sẽ chơi nhân vật Slayer, một nhân vật mới được update ở các season 16 của MU. Và mình có tìm hiểu qua thì rất nhiều anh em đang hiểu sai một vài điều về nhân vật Slayer này. Thì điều đầu tiên chính là về Pet Moon. Như anh em đã thấy trên màn hình, khi mà anh em đánh quái sẽ có tỷ lệ xuất hiện skill lốc xoáy đánh vào quái. Và rất nhiều anh em nói rằng skill là tất cả các skill của Slayer đều có thể đánh ra lốc xoáy này. Nhưng mà mình chắc chắn với anh em một điều, việc này là sai lầm. Cái skill lốc xoáy này là skill của Pet Moon chứ không phải là skill của nhân vật. Và để chứng minh điều này cho anh em thấy, mình bây giờ sẽ tắt Pet Moon của em này đi. Và Pet Moon cũng là một trong những cái điều đặc biệt của nhân vật Slayer. Đấy, mình vừa tắt Pet Moon đi và anh em có thể thấy không bao giờ xuất hiện cái lốc xoáy nữa. Dù rằng mình đánh rất là nhiều, không hề xuất hiện lốc xoáy. Bây giờ mình sẽ bật Pet Moon lên và chắc chắn với anh em một điều là lốc xoáy sẽ xuất hiện ngay lập tức. Đấy, anh em đợi. Đâu rồi nhỉ? Lên. Và mình vừa bật rồi. Đấy, lốc xoáy đã xuất hiện lại. Xuất hiện rất là nhiều. Và điều đặc biệt của cái Pet Moon này á, đây mình sẽ show cái Pet Moon cho anh em thấy. Cái Pet Moon này là cái Pet Moon chỉ có nhân vật Slayer mới được sở hữu. Và Pet Moon này sẽ đi theo nhân vật khi mà anh em tạo nhân vật Slayer. Và Pet Moon này sẽ nâng cấp theo cấp độ của nhân vật. Từ lúc anh em làm nhiệm vụ level 400 và nhiệm vụ level 800 thì Pet Moon này sẽ cũng được nâng cấp theo. Và một điều thứ hai cực kỳ đặc biệt của Slayer là Slayer có skill combo giống như DK. Khi anh em sử dụng skill rơi và dính hiệu chảy máu, sau đó anh em sử dụng skill Fear Attack thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng nổ đam giống như combo của DK. Đây cũng là một trong những điều cực kỳ đặc biệt và cực kỳ hữu dụng khi anh em đi PvP đối với nhân vật Slayer này. Và trước tiên, để cộng điểm ra như thế nào, auto để ra sao, cũng như master lên tăng ra làm sao thì chúng ta hãy giới thiệu qua một chút. Trước tiên mình sẽ nói sơ qua một chút về trang bị mà mình đang mang trên người. Đầu tiên chính là cái Quỳnh Minh 4 cộng 15, lượng đam và lượng đam tăng lên là 70% và lượng đẹp hấp thụ là 73, một cái Quỳnh 1 cộng 15 bình thường thôi. Và một cặp vũ khí rồng, một kiếm rồng ngắn cộng 9 của Slayer, và chỉ có Slayer mới có thể mang được nó. Và tiếp theo là một cái set thần ADA level 100, set thần level thấp nhất, và lượng một đem lại thì cũng chả là bao nhiêu. Và một cái vòng cổ cũng như là một cặp khuyên tai, đã là season 15, 16 thì phải sử dụng khuyên tai cho nó đẹp, cho nó chất. Và cũng như là một cặp ring vũ khí và blade ring. Và đối với lượng trang bị như vậy thì cách cộng điểm của em đó là làm sao, cũng như là để skill attack như nào để có thể nổ ra combo được của Slayer. Tiếp theo mình sẽ nói về cách cộng điểm. Đối với nhân vật Slayer thì chúng ta sẽ có gần như là hai cách cộng điểm cơ bản. Đầu tiên là chia đều cho sức mạnh và nhanh nhẹn. Thứ hai là nhân vật mà mình đang build, một nhân vật max speed. Tại sao mình gọi là max speed? Là bởi vì nó gần như là tối đa lượng tốc độ đánh mà anh em có thể tăng lên được. Hiện tại như anh em đã thấy là 371/384, đây là khi mình sử dụng vũ khí kiếm rồng ngắn. Nếu như mà anh em có thể sử dụng cặp vũ khí gọi là vũ khí thân, vũ khí đốt, được tăng lên 7 speed một cái nữa thì gần như là max speed luôn rồi, 384/384. Và anh em có thể lưu ý khi mà tăng theo đường này, để đổi lại lượng speed cao như vậy, tất nhiên là chúng ta sẽ tăng vào Agi. Mình tăng vào 2353 Agi và stream là chỉ là 413. Tại sao stream chỉ là 413 mà không phải là cao hơn hay là thấp hơn? Vì 413 chính là sức mạnh yêu cầu sau này khi mà anh em lên level 1000 và anh em có thể mua cái cặp vũ khí rồng level vũ khí rút level 1000, thì đây là lượng sức mạnh tối thiểu mà anh em cần để tham gia được nó. Đó là yêu cầu bắt buộc. Và đổi lại với những bảng C như vậy thì bảng master của em nó ra làm sao? Chúng ta hãy đi ngay bây giờ với bảng master. Đối với bảng master của em nó, tất nhiên là đi PVM hay PVP thì chúng ta sẽ, đối với PVM chúng ta sẽ tăng phiếu vào hồi máu, hồi mana và hồi bột tim. Đối với một số anh em cảm thấy lượng bột tim của mình hồi không kịp để cho mình tung skill thì anh em có thể tăng vào ô bột tim cao hơn một chút. Tiếp theo là bảng thủ và khả năng phòng thủ thành công. Và 10 điểm stamina bonus, cái này anh em mình tăng 10 điểm thôi nhưng hiện tại mình lỡ tăng vào 11 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng vào max tốc độ đánh cũng như là max sức mạnh 20-20 cho mỗi ô. Và 10 điểm vào block vũ khí cũng như là 10 điểm vào stamina bonus. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tăng vào attack success rate 10 điểm. Nếu như anh em có thể bỏ đi cái lượng đam mà anh em đẩy ra thì anh em nên tăng vào đây 20 điểm để tăng khả năng tỷ lệ thành công của rơi skill rơi ấy. Sau đó tăng 10 điểm vào skill support interior. Interior này là một trong những skill mà chỉ có Slayer mới sử dụng nha anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng 17 điểm vào weapon mastery, 17 điểm vào máu để đem lại một lượng máu có thể giúp anh em trụ khi mà đi chơi tốt hơn.
và bắt buộc 10 điểm vào mana. Dù rằng mana không đem lại đam cho nhân vật Slayer, nhưng bắt buộc của kỹ năng này chúng ta phải tăng mới có thể tăng được vào vũ khí và skill là Fast Block cũng như là Fast Block Mastery. Tiếp theo chúng ta sẽ tăng 17 điểm vào máu và 10 điểm vào Obuk Demolish cũng như là 17 điểm vào Demolish Mastery. Đối với skill, đối với Obuk của nhân vật Slayer sẽ có hai dạng Obuk các bạn, đó là Obuk Demolish, tức là bỏ qua 3% cái attack power của bản thân để đổi lại 3% khả năng xuyên giáp cho toàn thể party, nghĩa là tất cả giống như anh có party 5 người thì Slayer khi bục skill này lên thì Slayer chỉ đổi đi 3% attack power của bản thân nhưng đem lại cho 4 nhân vật khác trong PT lại là 3 khả năng xuyên giáp. Đây là một cái bục cực kỳ chất lượng. Và skill bục thứ hai là Detection, và skill này chỉ có Slayer mới sử dụng được, là tạo ra một cái sóng âm xung quanh bản thân để phát triển mục tiêu. Đối với bảng tấn công thì sao? Bảng tấn công mình tăng 10 điểm vào attack rate, 17 điểm vào short sword vũ khí và 10 điểm tiếp vào short sword mastery, và mình sẽ tăng lại chỉ là 10 điểm để có thể tăng được ôm 17 điểm của minh mắt của đám thôi. Anh em không nên tăng nhiều vào ôm này vì gần như là, bởi vì sao mà không cần tăng vào ôm này vì bởi vì mình đã tăng 10 điểm vào hồi 100% HP. Anh em phải hồi 100% HP khi anh em định quái có khả năng hồi 100% HP của bản thân cực kỳ chất lượng. Và skill battle mind, skill này khi mà quả điện trong rank 2 là anh em có khả năng tăng lên một lượng đa. Đây là một cái cố kỹ năng cũng khá là non, khá là hợp lý đối với Slayer combo. Tiếp theo này chúng ta sẽ tăng 11 điểm vào đúc của đam ray và 11 điểm vào bỏ cao giáp. Đối với bảng master như vậy thì bảng master 4 ra sao? Và trước khi đến về bảng master 4, chúng ta hãy xem khả năng tên của em nó ở bảng Yu-Gi-Oh 5 ở set Phanaria và cặp vũ khí rồng cao chính cũng cực kỳ là chất lượng. Khi mà anh em tên quái hay là đi PVP thì anh em có nên lưu ý rằng Slayer có combo và làm sao để sử dụng combo, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Rồi, anh em hãy đọc kỹ ở skill Fast Block cũng như là skill PC Attack. Đối với PC Attack, khi mà dính hiệu ứng của Fast Block, tức là hiệu chảy máu của giới, thì sẽ có khả năng nổ ra. Và bây giờ mình sẽ chọn một skill chỉ là skill PC Attack và skill phụ chỉ là skill Fast Block. Sau đó mình sẽ để khoảng 5 giây, là cứ mỗi 5 giây thì sẽ sử dụng skill Fast Block. Với skill Fast Block như vậy, mình sẽ ưu tiên sử dụng Fast Block để quả những hiệu ứng chảy máu của skill này. Sau đó sẽ sử dụng skill cơ bản là Basic là PC Attack để đổi lại một lượng đam được lên. Đấy, bây giờ nó sẽ đánh với combo. Khả năng gây ra đam combo là cực kỳ ngon, lên tầm trên 100k đam lần, trong khi bình thường em nó chỉ có thể gây lên tầm 60-70k đam mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mảng cao hơn một chút, chỉ là mảng 800. Khả năng tên của em nó ở mặt 800 thì cực kỳ là ngon gầy. Khả năng clear quản cực kỳ tốt. Không thể khinh thường em nó với một cái xẻ thân 400 và một cặp vũ khí trong cao chính. Nhưng mà khả năng đưa tên nó là cực kỳ hiệu quả. Với khả năng tấn công đam truyền trồng của PC Attack, cũng như là khi dùng hiệu ngày máu gây ra hiệu tượng nổ đam, thì việc kết thúc quái là cực kỳ là đơn giản đối với nhân vật Slayer. Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về bảng Master 4. Đối với bảng Master 4 của em nó, mình sẽ tăng chủ yếu vào PC Attack. Và chúng ta di chuyển vào cột thứ 3. Đối với hàng đầu tiên, chúng ta sẽ tăng max tối đa các ưu điểm mà chúng ta có thể tăng. Sau đó mình sẽ lấy bonus của hàng đầu tiên là 20 điểm vào máu để đem lại một lượng máu tối đa giúp khả năng cầu đường tốt hơn. Và cái thứ hai là chính là cộng điểm cho cái điểm ô 4 này, mình sẽ tăng vào attack down chứ không phải tăng vào defense, maximum mana hay là HP hết. Vô tất cả các điểm vào đều có thể là vào down. Sau đó mình sẽ cho vào hệ băng để làm chậm khả năng di chuyển của quái, cũng như là đóng băng quả là tại vị trí đó, và mình có thể gây đam tốt hơn tránh bị quả để chết. Sau khi đăng được điểm ở ô bonus băng, mình sẽ dồn điểm xuống vào debuff. Đối với ô debuff thì đúng ra mình chỉ cần tăng 10 điểm vào attack power mà thôi, sau đó dồn tất cả các điểm vào tăng skill đam thì lượng đam em nó gây ra là sẽ là tốt hơn. Nhưng là bởi vì muốn tăng được ô skill đam thì bắt buộc các cái ô băng bên trong debuff này thì phải tăng lên gần 30 điểm mình mới có thể tăng lên được các ô tiếp theo, nên mình đã dồn điểm vào 40 này, 10 điểm vào bảng Cold Mode cũng như là 10 điểm vào skill đam. Sau này khi mà lên level cao hơn, anh em có thể tăng 40, 40, 20, 20 và 20% đẹp của 20 đẹp của win, 20 điểm vào ô đẹp của win này đây là một lượng phụ, một phần nào đó giúp Slayer sống sót. Bây giờ mình sẽ thử để với mảng Cube Mai để xem với một
lượng đồ như vậy em nó có thể khả năng trụ đường ở map Kubema hay không, cũng như là khả năng trên quả đá làm sao ở map Kubema. Đây là khả năng trên của em nó ở map Kubema với set thân 400, cực kỳ ngon lành cành đào luôn, quả là chất chơi, đúng là hệ giới thật, chất chơi người chơi. Em nó chỉ là một trong những nhân vật theo hệ giới. Khả năng kết liệu quả cũng không để nỗi nào nha anh em, có thể kết được. Đồ thì không có gì, nhưng khả năng solo cực kỳ tốt. Khi đi với team thì miễn 3 mà luôn. Trên đây là một vài cái kinh nghiệm của mình khi chơi Slayer, đặc biệt là muốn giúp anh em có thể làm ra nổ combo đam của em nó. Hy vọng sẽ giúp ích được nhiều anh em trong việc tăng điểm cột C cũng như là bảng Master. Hy vọng video sẽ có ích được với anh em. Nếu như cảm thấy video này hay, hãy đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như có thể theo dõi được các video tiếp theo mà mình ra mắt. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.